Tại Australia, một cuộc tìm kiếm khẩn cấp đang diễn ra tại bang Tây Úc do một viên chứa chất phóng xạ đã bị thất lạc trong quá trình vận chuyển từ một khu mỏ. Chính quyền cũng đưa ra cảnh báo về sức khỏe sau khi viên nang này bị thất lạc. Cuộc tìm kiếm viên nang có đường kính 6mm và cao 8mm này đã được bắt đầu dọc theo tuyến đường dài 1.400 km giữa các khu vực mỏ phía Bắc Newman và Perth. Giám đốc Văn phòng Y tế Tây Úc Andrew Robertson cho biết, Chất calcium 137 phát ra một bức xạ tương đương với việc nhận được 10 tia x trong một giờ khi ở khoảng cách gần. Lực lượng chức năng đang ưu tiên tìm kiếm viên chứa chất phóng xạ thất lạc tại các khu vực tập trung đông dân cư và quá trình này có thể kéo dài trong nhiều tuần.